thân mến, như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông, và xin lỗi các bạn, là đội tuyển Syria đã kết thúc. Đấu mà chúng ta đã thắng trên 1-0 và chúng ta đã chơi rất là tốt. Điều mà có lẽ là nhiều người mong chờ khi mà các vị trí của chúng ta đã chơi tốt hơn rất là nhiều. Đây là lúc mà các quốc gia sẽ chúc mừng nhau sau một trận đấu tương đối vất vả. Đội đang quay tròn lại và có những cầu viên. Trận đấu mà có lẽ chúng ta đã thấy là đội tuyển Việt Nam chúng ta đã chơi tốt hơn rất là nhiều. Các cầu thủ chúng ta đang đi vòng quanh sân vận động Thiên Trường để nói lời cảm ơn đến người hâm mộ. Tuấn Hải là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và đã được mời ra trả lời phỏng vấn sau trận. Quang Hải cũng đã có một trận đấu mà để lại nhiều dấu ấn với những đường truyền, đường man bật cùng với kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả, ban tổ chức trận đấu xin thông báo giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được tài trợ bởi nhãn hàng Red Bull, công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam sẽ được trao cho cầu thủ mang áo số 18 Phạm Tuấn Hải của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Huân, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam, đại diện cho nhà tài trợ sẽ xuống sân trao thưởng cho cầu thủ Phạm Tuấn Hải. Xin trân trọng kính mời. Dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được trao Tuấn Hải với số tiền là 1.000 đô la Mỹ. Quang Hải cũng là cầu thủ được lựa chọn trả lời phỏng vấn sau trận. Giữa bên kia thì các cầu thủ chúng ta cũng đang dành những tình cảm cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó sẽ là lúc mà gia đình, người thân có thể xuống đây để sum họp với các cầu thủ. Sau trận đấu này thì các cầu thủ sẽ có thời gian quay về công vụ và ngay lập tức bước vào các trận đấu tại V-League. Với riêng Quang Hải thì có lẽ việc chọn bến đỗ mới vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Thì sân vận động Thiên Trường đã chứng kiến một trận đấu với không còn một chiếc ghế trống, rất đông người hâm mộ đã đến với sân vận động Thiên Trường, đến với Thành Nam để cổ vũ cho các cầu thủ. Lúc này thì các cầu thủ đang di chuyển ra khu vực giữa sân. Số những người hâm mộ mẹ của Duy Mạnh. Một cầu thủ lên cáng để di chuyển ra ngoài, đó là một cầu thủ của phía Syria. Đoàn Văn Hậu và Duy Mạnh đang trao đổi với nhau về chuyên môn sau trận đấu. Hôm nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có mặt, những người lãnh đạo của Liên đoàn Việt Nam đã có mặt để chia sẻ đôi điều sau trận đấu, lời động viên dành cho các cầu thủ. Chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước và những trận đấu thực sự quan trọng vẫn chưa bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta đó chính là được tham dự World Cup và đây sẽ là tiền đề để chúng ta hướng tới những trận đấu tiếp theo, những trận đấu trong giải đấu chính thức vòng loại World Cup. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta bắt đầu. Quang Hải được
được sự động viên rất lớn của bạn bè, người thân. Một cổ động viên rất già và đang phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân, tình yêu dành cho bóng đá và khu vực bến. Đây là phụ huynh của Đoàn Văn Hậu đã bước xuống để động viên. Đây là bố mẹ của Đoàn Văn Hậu và Duy Mạnh. Gia đình của các cầu thủ, gia đình của Duy Mạnh, gia đình của Văn Hậu, gia đình của Quang Hải. Đây, mẹ của Duy Mạnh đây, như là Quang Hải đây. Đi nó kia. Muốn gặp em nó ra khách sạn Nam Cường.
đình người thân sẽ di chuyển phía trước, còn các cầu thủ sẽ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu sẽ di chuyển ra sau, rồi di chuyển cuối cùng. Sang Lâm Mục đang đồng chí công an cũng đang xin chụp ảnh với Đoàn Văn Hậu và Duy Mạnh. Đây, đứng đấy để vẫy cho một kiểu nhá. Mẹ Duy Mạnh cũng muốn là chụp. Đây. Mẹ Duy Mạnh cũng muốn lưu lại khoảnh khắc các đồng chí công an chụp ảnh với con trai của mình. Rất tuyệt vời. Hôm nay thì mẹ Duy Mạnh sẽ xuất hiện trên clip của tôi các bạn ạ. Những lực lượng an ninh đang giúp đỡ người nhà của các cầu thủ di chuyển. Trong cái đấy thì Đoàn Văn Hậu và Duy Mạnh vẫn đang chưa ra sân. Lời động viên dành cho các cầu thủ. Đầu tuyệt vời. Cố gắng, nỗ lực.